mời các bạn đến với chương trình hướng dẫn học Tin học lớp 8, chương 2 phần mềm học tập. Chúng ta sang bài số 12 Vẽ hình không gian với GeoGebra. Bài học này chúng ta sẽ làm quen với mô hình không gian 3 chiều của GeoGebra và học cách vẽ hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp với cái phần mềm GeoGebra nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học Bài học sẽ gồm có 6 phần. À, chúng ta đi vào phần thứ nhất, làm quen với cửa sổ không gian 3D. Để làm việc với các cái đối tượng trong không gian 3 chiều hay là để vẽ các cái hình 3 chiều à, thì chúng ta sẽ phải mở cái cửa sổ không gian 3 chiều của cái phần mềm này nha. À, chúng ta vào cái thanh bản chọn, chọn hiển thị. À, sau đó chọn hiển thị dạng 3D. À, đây, cái tùy chọn này. À, thì sau khi chọn hiển thị dạng 3D à, chúng ta thấy là cái cửa sổ ở 3D nó à, hiện ra ở đây à, đây là cái cửa sổ để chúng ta có thể thao tác với các cái đối tượng hay là các cái hình vẽ ba chiều à, để cho cái không gian nó rộng hơn à, chúng ta sẽ bỏ hiển thị cái vùng làm việc này nha chúng ta vào lại khu vực hiển thị và bỏ cái tùy chọn vùng làm việc đây À, như vậy chúng ta sẽ mở rộng thêm cái không gian à, để chúng ta làm việc với cái à, cửa sổ không gian 3 chiều này ha Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái giao diện không gian 3 chiều à, xem thử nó có cái gì trong này nha à, Đầu tiên là khu vực ở phía trên này à, Khu vực trên này nó chứa các cái công cụ à, để giúp cho chúng ta vẽ các cái hình trong không gian 3 chiều À, thứ hai là khu vực này à, đây là cửa sổ không gian ba chiều hay còn gọi là cửa sổ không gian 3 d à, trong cửa sổ này à, nó có à, cái mặt phẳng à, đây mặt phẳng này người ta gọi là mặt phẳng chuẩn à, và cái hệ trục tọa độ 3 d gồm có trục x y và z đây hệ trục này à, còn đây là cái cửa sổ danh sách đối tượng các cái đối tượng à, chúng ta sử dụng à, trong cái cửa sổ 3D này à, nó sẽ hiển thị chi tiết à, thông tin trong cái cửa sổ danh sách đối tượng này với cửa sổ không gian 3D này à, chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này để thay đổi cách hiển thị à, ở đây à, chúng ta ví dụ như là muốn hiển thị cái mặt phẳng chuẩn không thôi chúng ta chọn à, cái tùy chọn này muốn hiển thị cái hệ trục tọa độ không thôi chúng ta chọn đây à, cũng muốn à, hiển thị cả hai chúng ta chọn cái này. À, hay là không muốn hiển thị cái mặt phẳng cũng như là cái hệ trục tọa độ thì chúng ta chọn cái tùy chọn này. Hoặc là chúng ta muốn tùy chọn mặt phẳng à, chuẩn nó có cái dạng lưới chúng ta tùy chọn cái tùy chọn này. À, đây là cái cách à, hiển thị của cái cửa sổ không gian 3D ha. Chúng ta dùng công cụ này. Chúng ta có thể làm việc ở à, cả hai cái cửa sổ không gian hai chiều và ba chiều cùng lúc. À, bằng cách là cho hiển thị lại cái vùng làm việc, đây cái vùng làm việc, ha. À, vùng làm việc đây, à, thì đây là cái à, cửa sổ không gian hai chiều hay là cái mặt phẳng mà chúng ta dùng để vẽ cái các cái hình hình vẽ phẳng đấy, à, cái mặt phẳng này cũng chính là cái mặt phẳng chuẩn trong không gian ba chiều, do đó à, các cái thao tác mà chúng ta vẽ trong cái không gian hai à, chiều này trong cái mặt phẳng này à, nó sẽ hiển thị ra trong cái mặt phẳng chuẩn của không gian 3 chiều. Chúng ta ví dụ nha, à, chúng ta vẽ một cái tam giác trong cái mặt phẳng tọa độ xy mặt phẳng 2 chiều ha. À chúng ta thấy là cái à, hình tam giác này à, nó cũng hiển thị ra trong cái mặt phẳng chuẩn của cái không gian 3 chiều đây ha. Chúng ta sang phần thứ hai của bài học, điểm và di chuyển điểm trong không gian để tạo đối tượng là một cái điểm trong không gian ba chiều chúng ta sẽ làm như sau à, chúng ta sử dụng công cụ tạo điểm đây à, nháy chuột vào công cụ tạo điểm và chọn à, điểm mới à, sau đó nháy chuột vào một cái vị trí bất kỳ à, trên cái mặt phẳng chuẩn à, ví dụ vị trí này đây à, chúng ta đã tạo xong một cái điểm là điểm A trong không gian ba chiều À, chúng ta thấy sau khi tạo xong cái điểm này à, Thì cái đối tượng là cái điểm A này à, Nó sẽ xuất hiện trong cái à, cửa sổ danh sách đối tượng ở đây Và thông tin chi tiết nó nằm ở đây à, Điểm A có tọa độ là âm 4, 3 và 0 à, Tọa độ x, y, z trong không gian 3 chiều Để di chuyển cái điểm A này à, trong không gian 3 chiều Thì chúng ta sẽ làm như sau Chúng ta nháy chuột trái vào cái điểm A À, thì à, chúng ta cứ nháy liên tục vào à, điểm A như thế này à, thì có hai trường hợp một là nếu như nó xuất hiện cái dấu mũi tên lên xuống như thế này à, tức là chúng ta có thể à, di chuyển cái điểm A này à, theo hướng là đi lên và đi xuống à, tức là hướng thẳng đứng à, còn nếu như chúng ta nháy chuột à, vào mà nó hiển thị à, theo cái dạng hai cái mũi tên ngang như thế này tức là chúng ta có thể di chuyển cái điểm A này theo hướng ngang theo hướng ngang tức là theo cái mặt phẳng xy đấy à, chúng ta di chuyển bằng cách là À, nháy chuột trái vào cái điểm A à, giữ như vậy và kéo nha à, ví dụ à, di chuyển theo hướng lên à, à, giữ như giữ chuột như vậy và kéo à, di chuyển theo hướng xuống à, còn nếu di chuyển theo hướng ngang à, chúng ta lại nháy tiếp chuột vào à, điểm A à, nó hiển thị ra cái hình dạng hai cái mũi tên ngang như thế này chúng ta à, giữ như thế này và kéo ha. À, giữ như thế này và kéo thì đây là cách chúng ta di chuyển một điểm trong không gian ha. Chúng ta tiếp tục sang phần thứ ba của bài học xoay hình trong không gian. Để xoay hình trong không gian 3 chiều thì chúng ta sẽ có ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng nút phải chuột nha, chúng ta dùng nút phải chuột ta có thể xoay ha. Đây, chúng ta xoay À, cách thứ hai à, chúng ta sẽ dùng cái công cụ chọn đối tượng đây à, kết hợp với lại nút trái chuột à, chúng ta cũng xoay à, hình à, trong không gian ba chiều được ha. À, cách thứ ba là chúng ta sử dụng công cụ xoay à, trong cái thanh công cụ đây ha. À, công cụ quay cửa sổ hình học 3 d à, chúng ta dùng công cụ này và chúng ta xoay ha. À, thì đây là ba cách à, chúng ta có thể sử dụng để mà xoay cái hình trong không gian để mà tạo ra các cái góc nhìn à, vào cái hình ha. các bạn lưu ý là với cái đối tượng mà chúng ta tạo ra chúng ta có thể cho ẩn đi hoặc là xóa đi À, ví dụ như muốn ẩn một đối tượng à, thì chúng ta chỉ cần nháy chuột vào à, cái đối tượng nằm ở trong cái cửa sổ danh sách đối tượng này à, ví dụ cái điểm A mà chúng ta tạo ra nó có trong cái danh sách đối tượng à, chúng ta muốn ẩn chúng ta chỉ cần nháy nháy chuột vào đây là nó ẩn đi chúng ta thấy là nó mất đi rồi chúng ta muốn hiện ra lại chúng ta nháy chuột vào à, cái đối tượng nằm ở cái cửa sổ này à, còn muốn xóa đối tượng à, thì chúng ta nháy chuột phải vào đối tượng và chọn xóa hoặc là à, chúng ta sử dụng cái công cụ chọn đối tượng đây à, và nháy chuột trái vào đối tượng à, sau đó nhấn phím delete trên bàn phím à, đó cũng là cách để chúng ta xóa đối tượng ha chúng ta sang phần thứ tư của bài học vẽ hình hộp chữ nhật hình lập phương để vẽ hình hộp chữ nhật có đáy nằm trên mặt phẳng chuẩn chúng ta sẽ thực hiện hai bước bước 1, chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật trên cái mặt phẳng chuẩn này bước 2, chúng ta sẽ dựa trên cái hình chữ nhật này chúng ta dựng lên cái hình hộp chữ nhật và hình hộp chữ nhật này sẽ có đáy chính là cái hình chữ nhật mà chúng ta vẽ trên mặt phẳng chuẩn À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước 1 là vẽ cái hình chữ nhật trên mặt phẳng chuẩn này trước nha. Để vẽ hình chữ nhật trên mặt phẳng chuẩn của không gian 3D, chúng ta sẽ làm như sau. À, chúng ta ẩn cái hệ trục tọa độ đi để cho nó dễ nhìn nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một cạnh của hình chữ nhật, chúng ta sử dụng công cụ vẽ đoạn thẳng. À, và vẽ một cạnh là cạnh AB tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với cạnh AB chúng ta sử dụng công cụ tạo mặt phẳng là công cụ này chọn mặt phẳng vuông góc chúng ta nháy chuột vào điểm A và nháy chọn vào cạnh AB chương trình đã tạo ra cho chúng ta cái mặt phẳng này mặt phẳng màu xanh dương mặt phẳng này đi qua điểm A và vuông góc với đoạn thẳng AB tiếp tục chúng ta sẽ xác định giao của hai mặt phẳng là mặt phẳng chúng ta vừa tạo và mặt phẳng chuẩn chúng ta sử dụng công cụ giao à, của hai mặt phẳng công cụ này chọn giao của hai mặt chúng ta nháy chuột vào à, mặt phẳng chúng ta vừa tạo và nháy chuột vào mặt phẳng chuẩn à, chương trình đã à, vẽ ra cho chúng ta cái đường thẳng này đường thẳng này chính là giao của hai cái mặt phẳng à, và đường thẳng này cũng vuông góc với đoạn ab tiếp tục chúng ta sẽ à, tạo một cái điểm trên đường thẳng mới à, là điểm C à, bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng đi qua điểm C và song song với cạnh AB chúng ta sử dụng công cụ vẽ đường song song đây nháy chuột vào điểm C và nháy chọn vào cạnh AB chương trình đã vẽ ra cho chúng ta cái đường thẳng này đường thẳng đi qua C và song song với AB. Tiếp tục chúng ta vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AC. Chúng ta cũng sử dụng cái công cụ vẽ đường song song. Nháy chọn vào điểm B và nháy chọn vào cạnh AC. À, chương trình đã vẽ ra cho chúng ta cái đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AC. À, chúng ta tạo một cái điểm là điểm D chính là giao của hai đường thẳng mới mà chúng ta tạo ra, đây điểm D ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ ẩn đi các cái hình không cần thiết nhé. À, chúng ta sử dụng công cụ chọn đối tượng và nháy chọn vào cái hình nào chúng ta muốn ẩn. Ví dụ chúng ta muốn ẩn cái mặt phẳng này, chúng ta nháy chuột vào cái mặt phẳng. À, chúng ta qua cái cửa sổ đối tượng này, chúng ta thấy cái mặt phẳng nó nằm ở đây. À, chúng ta nháy chuột vào cái biểu tượng một trò, à, hình tròn đó ha rồi như vậy là chúng ta đã ẩn đi cái à, mặt phẳng mà chúng ta vừa tạo chúng ta làm tương tự cho bốn cái đường thẳng này nha à, bây giờ à, trên cái mặt phẳng chuẩn à, chúng ta còn lại là bốn cái điểm abcd À, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái công cụ uh, vẽ đa giác và nối bốn cái điểm này lại nha. à, như vậy là chúng ta đã vẽ xong uh, cái hình chữ nhật trên cái mặt phẳng chuẩn của không gian 3D và hình chữ nhật này chính là đáy của hình hộp chữ nhật mà chúng ta muốn vẽ chúng ta sang bước thứ hai vẽ hình hộp chữ nhật dựa trên cái hình chữ nhật mà chúng ta vừa tạo ra à, thì uh, có hai cách cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ trải hình lăng trụ công cụ trải hình lăng trụ nó nằm ở đây à, chúng ta chọn cái công cụ trải hình lăng trụ đây ha à, sau đó nháy chuột vào hình chữ nhật à, giữ như vậy và kéo thẳng đứng lên nha rồi à, như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái hình hộp chữ nhật trong cái không gian 3d À, chúng ta có thể xoay hình à, để mà nhìn cho nó rõ ha. Đây, đây là hình hộp chữ nhật mà chúng ta đã tạo ra. À, chúng ta thấy là cái đáy của hình hộp chữ nhật này à, nó nằm trên cái mặt phẳng chuẩn. À, như vậy là chúng ta vừa mới à, vẽ xong cái hình hộp chữ nhật sử dụng cái công cụ trải hình lăng trụ. bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại bước hai nhưng mà dùng cách thứ hai tức là sử dụng cái công cụ tạo hình lăng trụ xiên để vẽ hình hộp chữ nhật nha cách làm như sau chúng ta tạo một cái điểm trên cái mặt phẳng chuẩn là điểm E sau đó di chuyển cái điểm E này đến cái vị trí là phía trên của điểm A di chuyển điểm E này đến vị trí phía trên điểm A thì chúng ta sẽ làm như thế này chúng ta đưa cái điểm A này à, lên phía trên, đây lên trên ha. à, Bây giờ nó đã ra khỏi cái màn hình chuẩn. À, tiếp tục chúng ta di chuyển sang ngang nha. Đây, chúng ta di chuyển ngang à, đến vị trí này. À, đây là chính là cái vị trí ngay trên cái điểm A. À, chúng ta có thể xoay hình để mình nhìn ha Đây chúng ta thấy cái điểm A nó nằm ngay phía trên của điểm A ha Đây. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ à, tạo hình lăng trụ xiên nó nằm ở đây đây công cụ này chúng ta chọn cái công cụ này à, sau đó nháy chuột vào cái hình chữ nhật à, tiếp tục nháy chuột vào điểm A à, như vậy là chúng ta đã tạo xong ký à, hình hộp chữ nhật sử dụng cái công cụ tạo hình lăng trụ xiên à, ở đây chúng ta để ý là ký hình hộp chữ nhật này à, nó ở cái tư thế là nghiêng nha đây chúng ta thấy là nó không có thẳng mà nó nghiêng về một bên rồi à, bây giờ để điều chỉnh lại cái hình à, hộp chữ nhật này hay là tạo cái góc nghiêng cho cái hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ di chuyển cái điểm A này nha đây chúng ta di chuyển cái điểm A này à, để tạo cái góc nghiêng cho cái hình hộp chữ nhật này à, chúng ta có thể cho nghiêng sang trái à, nghiêng sang phải à, hoặc là thẳng đứng ha bằng cách là di chuyển cái à, cái điểm e này. Rồi à, thì đây là cách thứ hai à, chúng ta dùng để vẽ cái hình hộp chữ nhật sử dụng cái công cụ là công cụ tạo hình lăng trụ xiên ha Để vẽ hình lập phương với hai điểm tự do à, chúng ta sẽ làm như sau bước thứ nhất chúng ta sẽ chọn công cụ vẽ hình lập phương chúng ta chọn ở đây À, chọn hình lập phương. Bước thứ hai à, chúng ta nháy chọn vào hai điểm bất kỳ trên mặt phẳng chuẩn. Hai điểm này à, sẽ tạo thành một cạnh của hình lập phương nha. À, đường nối hai điểm này chính là một cạnh của hình lập phương. À, như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái hình lập phương với hai điểm tự do. À, sử dụng cái công cụ vẽ hình lập phương ở đây ha chúng ta sang phần thứ 5 của bài học vẽ hình lăng trụ đứng. để vẽ hình lăng trụ đứng thì chúng ta có hai cách vẽ giống như vẽ hình hộp chữ nhật. cách thứ nhất chúng ta sử dụng công cụ trải hình lăng trụ đứng. cách thứ hai chúng ta sử dụng công cụ tạo hình lăng trụ xiên. bây giờ chúng ta sẽ vẽ với cách thứ nhất trước nha. đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công cụ vẽ đa giác và vẽ một cái đa giác trên cái mặt phẳng chuẩn nha. rồi à, chúng ta đã có một cái đa giác trên một mặt phẳng chuẩn à, và đa giác này chính là đáy của cái hình lăng trụ ha à, bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ trải hình lăng trụ đứng à, công cụ đó nó nằm ở đây à, chúng ta chọn trải hình lăng trụ ha à, sau đó chúng ta nháy chuột vào ký à, hình đa giác mà chúng ta vừa vẽ à, giữ như vậy và kéo thẳng đứng lên nha đây rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong à, cái hình lăng trụ à, sử dụng cách thứ nhất, tức là sử dụng cái công cụ trải hình lăng trụ đứng. À, chúng ta có thể xoay hình à, để mà xem cho nó rõ. Ha. Đây là cái hình lăng trụ mà chúng ta vừa vẽ xong. bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại cái hình lăng trụ này à, với cái cách thứ hai là sử dụng công cụ tạo hình lăng trụ xiên nha à, chúng ta quay lại ha rồi à, đầu tiên chúng ta cũng cần phải có một cái à, hình đa giác trên mặt phẳng chuẩn như thế này à, bước tiếp theo à, chúng ta sẽ lấy một cái điểm hay là tạo một cái điểm trên mặt phẳng chuẩn chúng ta sử dụng công cụ tạo điểm ha à, chúng ta tạo một điểm à, trên mặt phẳng chuẩn à, là điểm ép ha rồi à, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái điểm F này à, lên đến cái vị trí là phía trên của điểm A ha. À, Chúng ta di chuyển à, bằng cách là dùng chuột nha à, Chúng ta kéo cái điểm F này lên phía trên à, để nó ra khỏi cái mặt phẳng chuẩn à, Sau đó là di chuyển sang ngang nha Đây di chuyển sang ngang à, Lên trên cái vị trí của điểm A Đây rồi, à, như vậy bây giờ điểm F này nó sẽ nằm ngay phía trên của điểm A. Ha. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Điểm F nó nằm trên điểm A nha. Rồi, à, tiếp tục chúng ta sẽ chọn công cụ à, tạo hình lăng trụ xiên. Công cụ tạo hình lăng trụ xiên nằm ở đây ha. Đây, công cụ này. À, sau đó chúng ta nháy chuột vào à, cái hình đa giác. Tiếp tục nháy chuột vào cái điểm F Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái hình lăng trụ à, sử dụng cái công cụ tạo hình lăng trụ xiên. À, chúng ta thử xoay để xem cái hình lăng trụ này nha. đây là hình lăng trụ mà chúng ta vừa vẽ xong sử dụng cái công cụ tạo hình lăng trụ xiên rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong à, cái phần thứ năm vẽ hình lăng trụ đứng chúng ta sang phần thứ sáu của bài học vẽ hình chóp để vẽ hình chóp thì chúng ta có hai cái công cụ công cụ thứ nhất là công cụ hình chóp và công cụ thứ hai là công cụ trải hình chóp bây giờ chúng ta sẽ vẽ với cái công cụ thứ nhất là công cụ hình chóp nha đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ vẽ đa giác và vẽ một cái đa giác trên cái mặt phẳng chuẩn bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một điểm trong mặt phẳng chuẩn À, điểm d ha à, sau đó chúng ta di chuyển cái điểm d này à, lên phía trên cái hình đa giác này ha đây chúng chúng ta di chuyển lên trên để ra khỏi cái mặt phẳng chuẩn à, sau đó di, di chuyển sang ngang à, lên phía trên của cái hình đa giác này rồi à, sau đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ hình chóp nó nằm ở đây đây công cụ hình chóp đây ha à, chúng ta nháy chuột vào cái hình đa giác chúng ta vừa vẽ À, sau đó nháy chuột vào điểm D rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái uh, hình chóp uh, bằng cách sử dụng cái công cụ là công cụ hình chóp hết à, chúng ta có thể xoay hình để nhìn cho nó rõ nha đây là cái hình chóp mà chúng ta vừa vẽ xong Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình chóp với cái cách thứ hai sử dụng công cụ trải hình chóp nha. À, đầu tiên chúng ta cũng vẽ cái đa giác trên mặt phẳng chuẩn À, Tiếp tục chúng ta sử dụng công cụ trải hình chóp ở đây ha. Đây công cụ trải hình chóp là công cụ này. À, sau đó chúng ta nháy chuột vào cái hình đa giác mà chúng ta vừa vẽ à, giữ như vậy và kéo thẳng đứng lên. Ha. Rồi, à, như vậy là chúng ta đã vẽ xong cái hình chóp, sử dụng cái công cụ trải hình chóp. À, chúng ta xoay hình để quan sát nha. Đây là cái hình chóp chúng ta vừa vẽ xong, sử dụng công cụ trải hình chóp. Để vẽ hình chóp tam giác đều hay còn gọi là hình tứ diện đều, à, chúng ta sẽ làm như sau, à, chúng ta chọn cái công cụ vẽ hình chóp tam giác đều nó nằm ở đây đây công cụ này nha công cụ này là công cụ vẽ hình chóp tam giác đều à, sau đó chúng ta sẽ nháy chọn vào hai điểm trên cái mặt phẳng chuẩn à, chương trình nó đã vẽ ra cho chúng ta cái hình chóp tam giác đều hay là hình tứ diện đều và hai cái điểm mà chúng ta à, nháy chọn trên cái mặt phẳng chuẩn này à, nó sẽ tạo thành một cạnh của cái hình chóp tam giác đều này nha à, chúng ta xoay hình để nhìn nhé đây đây là hình chóp tam giác đều mà chúng ta vừa vẽ tiếp tục chúng ta sang phần câu hỏi và bài tập bài tập thứ nhất vẽ một số hình chóp đa giác đều sau à, chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm GeoGebra à, để vẽ các cái hình chóp đa giác đều này nha để vẽ hình chóp tứ giác đều à, thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ à, đa giác đều à, vẽ một cái tứ giác đều trên cái mặt phẳng chuẩn trước để nha À, đây là tứ giác đều à, trên cái mặt phẳng chuẩn. Sau đó chúng ta sử dụng công cụ à, trải hình chóp nha, à, công cụ trải hình chóp đây, à, nháy chuột vào cái tứ giác đều này, à, sau đó kéo à, thẳng đứng lên ha. Rồi à, như vậy là chúng ta đã có cái hình à, chóp tứ giác đều. À, tương tự à, vẽ hình chóp ngũ giác đều, lục giác đều, chúng ta cũng làm cách tương tự như vậy nha. À, trước hết chúng ta cũng vẽ cái hình ngũ giác đều nha. À, chúng ta chọn đây là ngũ giác đều là có 5 điểm. Rồi, đây là hình ngũ giác đều. À, sau đó chúng ta chọn công cụ trải hình chóp. À, đây là hình ngũ giác đều nha Đây là hình lục giác đều trong mặt phẳng chuẩn. À, và đây là hình chóp à, lục giác đều nha. Bài tập thứ hai theo em, mặt phẳng chuẩn có phải là một đối tượng toán học nằm trong danh sách đối tượng của GeoGebra không? Trả lời cho câu hỏi này. À, mặt phẳng chuẩn không phải là một đối tượng toán học nằm trong danh sách đối tượng của GeoGebra. Mặt phẳng chuẩn là nơi để ta thao tác chứa các đối tượng toán học. À, bài tập thứ ba, vẽ một số hình lăng trụ đa giác đều. Sau à, chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm GeoGebra để vẽ các cái hình lăng trụ đa giác đều này nha. để vẽ hình lăng trụ đa giác đều thì chúng ta sẽ à, vẽ cái đa giác đều trên cái mặt phẳng chuẩn này trước sau đó dùng công cụ trải hình lăng trụ và dựng cái hình lăng trụ trên cái à, hình đa giác đều mà chúng ta vừa vẽ nha chúng ta làm cái cách như vậy cho cả ba cái hình à, lăng trụ tứ giác đều ngũ giác đều và lục giác đều luôn nha. và đây là hình lăng trụ ngũ giác đèo. Còn đây là hình lăng trụ lục giác đèo chúng ta sang bài tập số 4, sử dụng các công cụ đã học để vẽ hình khối có dạng như sau à, chúng ta sẽ thực hiện vẽ cái hình khối này à, hình khối này là hình gồm có một cái hình lăng trụ ngũ giác nằm ở giữa và năm cái hình lăng trụ tứ giác nằm ở xung quanh chúng ta bắt đầu nha để vẽ hình này thì chúng ta sẽ làm như sau à, bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình hình lăng trụ ngũ giác đều ở chính giữa nha À, sau đó chúng ta sẽ vẽ năm à, cái hình lăng trụ tứ giác ở xung quanh của cái hình lăng trụ ngũ giác. À, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình lăng trụ ngũ giác ở chính giữa trước. ha Chúng ta sử dụng công cụ vẽ đa giác. À, chúng ta có thể vẽ đa giác bình thường, à, ngũ giác bình thường hoặc là ngũ giác đều cũng được nha. Chúng ta vẽ ngũ giác đều cho nó đẹp ha À, đây là ngũ giác đều chúng ta vừa mới tạo ra trên cái mặt phẳng chuẩn à, sau đó chúng ta dùng công cụ trải hình lăng trụ à, và vẽ nên cái hình lăng trụ ngũ giác đều đây rồi như vậy là chúng ta đã có được hình lăng trụ ngũ giác ở, ở chính giữa à, tiếp tục chúng ta sẽ vẽ các cái hình lăng trụ bao xung quanh nha à, tổng cộng là 5 hình lăng trụ tứ giác bao xung quanh cái hình lăng trụ ngũ giác này À, chúng ta sử dụng công cụ trải hình lăng trụ đây công cụ này à, sau đó nháy chọn vào à, một cái mặt của cái hình lăng trụ ngũ giác đây một mặt này ha chúng ta kéo ra nha đây chúng ta kéo ra tương tự à, chúng ta làm cho cạnh này nháy chuột vào và kéo ra à, sau đó chúng ta xoay qua các mặt còn lại đây xoay qua mặt này ha và chúng ta cũng làm tương tự chọn công cụ trải hình lăng trụ và nháy chuột vào một mặt của ký hình lăng trụ ngũ giác sau đó kéo ra như vậy chúng ta đã có ký hình lăng trụ tứ giác rồi, chúng ta làm cho mặt cuối cùng rồi như vậy là chúng ta đã có được ký hình như trong hình vẽ bao gồm là hình lăng trụ ngũ giác ở chính giữa và năm cái hình lăng trụ tứ giác bao xung quanh à, chúng ta có thể à, xoay để mà xem cái hình này ha, đây. Đây là hình chúng ta vừa mới tạo ra. Đây, đây là hình giống như hình 2.68 trong sách giáo khoa đây nha. Chúng ta sang bài tập số 5, cho một điểm tự do trong không gian, em có thể dùng chuột để di chuyển điểm này theo hướng bất kỳ hay không? À, câu trả lời, với một điểm tự do trong không gian, ta có thể dùng chuột để di chuyển điểm đó theo hướng lên trên, xuống dưới và sang ngang. À, bài tập số 6, trong GeoGebra có nhiều cửa sổ cùng có chức năng thể hiện các đối tượng trong tệp, chúng ta có thể sắp xếp các cửa sổ này sao cho hợp lý, dễ quan sát nhất em hãy sắp xếp các cửa sổ uh, danh sách đối tượng vùng làm việc không gian 3D như trong hình 2.69. Trong màn hình làm việc này, em có thể dùng các công cụ của mặt phẳng để làm việc với các đối tượng phẳng, sau đó mở rộng trong không gian. Ví dụ trong cửa sổ vùng làm việc, em tạo ra các hình tam giác đều, hình vuông, sau đó trong cửa sổ không gian 3D tạo ra các hình hộp chữ nhật và hình chóp đa giác đều. À, chúng ta sẽ thực hiện à, sắp xếp các cái cửa sổ trong cái màn hình của Pro theo như cái hình 2.69 là hình này nha. À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ha. À, đây là cái giao diện của cái phần mềm GeoGipro à, và chúng ta có cả ba cái cửa sổ ở trong cái giao diện này. À, cửa sổ à, danh sách đối tượng. Cửa sổ vùng làm việc dành cho các cái hình phẳng và cửa sổ không gian 3D để vẽ các cái hình trong không gian 3 chiều à, Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vẽ một cái đối tượng trong cái không gian 2D là trong cái vùng làm việc này Và sau đó chúng ta sẽ mở rộng cái đối tượng đó trong cái không gian 3D nha à, Chúng ta thử trước hết là một cái tam giác đèo ha Đó, chúng ta có một cái tam giác đều à, đây à, trong cái mặt phẳng à, mặt phẳng 2D ha thì à, khi chúng ta vẽ cái đối tượng này trong cái vùng làm việc chúng ta thấy là cái hình này nó cũng hiển thị trong cái mặt phẳng chuẩn của không gian 3D à, bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái hình này thành một cái à, hình chóp đa giác đều nha À, chúng ta nháy chọn vào cửa sổ không gian 3D chúng ta thấy nó hiển thị các cái công cụ dành cho à, cái không gian 3D chúng ta chọn cái công cụ à, à, trải hình chóp á là chúng ta sẽ mở rộng cái hình này à, thành cái hình chóp à, hình chóp đa giác đều hết Đó, à, như vậy chúng ta vừa mới tạo ra một cái hình phẳng trong không gian 2D và mở rộng cái hình phẳng đó trong không gian 3D. Hình tam giác đều trong không gian 2D, à, nó là hình chóp đa giác đều trong không gian 3D. Ha. À, chúng ta thử thêm một hình nữa nha. À, chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông ha. Rồi, đây là cái hình vuông trong mặt phẳng 2D và đây là cái hình vuông trong cái mặt phẳng chuẩn của không gian 3D. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái hình vuông này thành cái hình hộp chữ nhật nha. Chúng ta nháy chọn vào cái cửa sổ 3D để hiển thị các cái công cụ vẽ hình cho cái không gian 3D ha. Chúng ta chọn công cụ là trải hình lăng trụ. Sau đó nháy chuột vào cái hình vuông này ha. Rồi, à, như vậy là chúng ta vừa mới tạo ra à, một cái hình là hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật này à, chúng ta tạo ra bằng cách là sử dụng cái công cụ vẽ hình 2D, à, hình à, trong cái vùng làm việc này. Ở bài tập số 7, sử dụng các công cụ đã học để vẽ một hình chóp tứ giác có khung dạng như hình bên. Chú ý điểm D nằm phía dưới mặt phẳng chuẩn gợi ý sử dụng công cụ hình chóp à, như vậy chúng ta sẽ sử dụng công cụ hình chóp để vẽ cái hình chóp tứ giác này à, chúng ta thấy là hình chóp tứ giác này nó có cái điểm D là nằm phía dưới của mặt phẳng chuẩn nha à, bây giờ chúng ta vẽ cái hình chóp này ha đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công cụ vẽ đa giác và vẽ một cái hình tam giác trên mặt phẳng chuẩn À, tiếp theo à, chúng ta sẽ đổi tên một cái điểm của cái tam giác này à, chúng ta đổi cái điểm này thành điểm D nha à, chúng ta sẽ tạo một cái điểm trên mặt phẳng chuẩn à, là điểm A à, sau đó di chuyển điểm A này à, ra khỏi mặt phẳng chuẩn à, sau đó đưa cái điểm A này à, đến cái vị trí phía trên của cái hình tam giác À, sau đó dùng cái công cụ hình chóp này à, để dựng nên cái hình chóp à, dựa trên cái tam giác này nha chúng ta nháy chuột vào cái tam giác và nháy chuột vào điểm A à, sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ chọn đối tượng à, chọn điểm D à, và di di chuyển điểm D này à, ra khỏi cái mặt phẳng chuẩn à, theo hướng đi xuống xuống phía dưới đây Đấy, như vậy điểm D đã ra khỏi cái mặt phẳng chuẩn và nằm ở phía dưới mặt phẳng chuẩn à, trong cái hình này à, thì hai điểm B và C là đang nằm trong mặt phẳng chuẩn điểm A à, nằm phía trên của mặt phẳng chuẩn và điểm D nằm phía dưới của mặt phẳng chuẩn à, bây giờ chúng ta sẽ xoay hình để xem cái hình mà chúng ta vừa tạo nha đây chúng ta thấy điểm D nó nằm phía dưới mặt phẳng chuẩn điểm A nằm phía trên và điểm B C là nằm trên nằm trong mặt phẳng chuẩn Đây là cái hình chớp mà chúng đã, ta đã tạo ra theo yêu cầu của bài tập số 7 ha. Bài tập số 8, em hãy thực hiện thao tác sau sẽ làm cho các đối tượng hình học trên cửa sổ không gian 3D xoay tròn xung quanh trục thẳng đứng. Kéo chuột từ trái sang phải và thả nhanh chuột, hình sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Kéo chuột từ phải sang trái và thả nhanh chuột, hình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Muốn dừng thì nháy chuột lên một vị trí bất kỳ trên màn hình. À, các bạn cứ theo các cái hướng dẫn này à, để thực hiện à, xoay một cái đối tượng à, xung quanh một cái trục thẳng đứng trong không gian 3D nha. À, chúng ta cũng có một cái cách để xoay cái đối tượng xung quanh trục thẳng đứng à nhưng đơn giản hơn. À, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ha. Đây là một đối tượng à, trên cái cửa sổ không gian 3D. Đối tượng này là một cái hình lập phương. À, bây giờ nếu chúng ta muốn cái đối tượng này à, xoay xung quanh một cái trục thẳng đứng thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta chọn cái công cụ này ha à, trong công cụ này à, nó có cái công cụ xoay ở đây ha đây chúng ta nháy chọn vào công cụ này à, chúng ta sẽ thấy cái đối tượng nó xoay à, xoay quanh một cái trục thẳng đứng ha đây Bài tập số 9. Từ một điểm nằm phía trên mặt phẳng chuẩn, em hãy vẽ một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn. À, chúng ta sẽ thực hiện vẽ một cái mặt phẳng à, đi qua một điểm nằm phía trên mặt phẳng chuẩn và song song với mặt phẳng chuẩn à, như thế này nha. Đây là mặt phẳng chuẩn và bây giờ chúng ta sẽ tạo một điểm nằm phía trên mặt phẳng chuẩn này nha. À, chúng ta dùng công cụ tạo điểm. À, tạo một điểm à, trong mặt phẳng chuẩn à, sau đó à, di chuyển à, theo hướng thẳng đứng để ra khỏi cái mặt phẳng chuẩn rồi à, như vậy là chúng ta có mặt phẳng chuẩn và một điểm nằm phía ngồi mặt phẳng chuẩn à, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ tạo mặt phẳng đây chọn mặt phẳng song song à, sau đó chúng ta nháy chuột vào điểm A và nháy chuột vào mặt phẳng chuẩn à, như vậy là chương trình đã tạo ra một một, một mặt phẳng à, là mặt phẳng màu xanh dương này đi qua điểm A à, và song song với mặt phẳng chuẩn. Ha. Đây, à, chúng ta xoay hình để quan sát nha. Chúng ta thấy hai mặt phẳng nó song song với nhau. Ha. À, và mặt phẳng chúng ta vừa tạo nó đi qua điểm A nằm phía trên của mặt phẳng chuẩn. Đây, hai mặt phẳng song song với nhau. Bài tập số 10, sử dụng các công cụ đã biết, hãy vẽ hình chóp cụt có dạng như hình sau. À, chúng ta sẽ vẽ cái hình chóp cụt này nha. Để vẽ hình chóp cụt thì chúng ta sẽ vẽ cái hình chóp bình thường, sau đó xóa đi cái phần phía trên thì chúng ta sẽ có được hình chóp cụt. À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nha. À, bước đầu tiên, à, chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn ha. À, chúng ta tạo một cái điểm à, nằm trong mặt phẳng chuẩn sau đó di chuyển điểm này lên phía trên mặt phẳng chuẩn à, tiếp tục à, chúng ta dùng công cụ tạo mặt phẳng chọn mặt phẳng song song à, sau đó nháy chọn vào điểm A và chọn à, nháy chọn vào mặt phẳng chuẩn à, như vậy là chúng ta đã có một cái mặt phẳng đi qua điểm A và song song với mặt phẳng chuẩn bước tiếp theo à, chúng ta sẽ vẽ một cái tứ giác đều à, trong cái mặt phẳng chuẩn nha chúng ta dùng công cụ vẽ đa giác À, đây là cái tứ giác đều nằm trong mặt phẳng chuẩn. À, chúng ta sẽ dựng à, một cái hình chóp dựa trên cái tứ giác đều này ha. Chúng ta chọn công cụ trải hình chóp. À, sau đó nháy chọn vào cái tứ giác này à, và kéo theo hướng thẳng đứng. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái hình chóp với đáy là cái tứ giác đều nằm trong cái mặt phẳng chuẩn. À... Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra các cái điểm là giao của hình chóp và mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn. Chúng ta dùng công cụ tạo điểm và tạo ra điểm giao đây. Đây là điểm giao của hình chóp và mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn. Đây nữa hết. Tổng cộng là có 4 điểm như thế này. Rồi. À, tiếp tục à, chúng ta sử dụng cái công cụ à, vẽ đa giác à, chúng ta vẽ các cái cạnh à, xin lỗi vẽ các cái mặt của à, hình chóp cụt à, dựa trên các cái điểm à, các cái điểm chúng ta tạo ra ha đây đây là một mặt ha. đây là mặt thứ hai mặt thứ ba à, và mặt thứ tư rồi à, như vậy là chúng ta đã vẽ xong bốn mặt của hình chóp cụt à, bước cuối cùng chúng ta sẽ ẩn đi những cái hình không cần thiết nha chúng ta dùng công cụ chọn đối tượng à, chúng ta ẩn cái mặt phẳng song song với mặt phẳng chuẩn hết Rồi, à, chúng ta ẩn cái hình chóp này nha Hình chóp ha Rồi, à, chúng ta ẩn luôn các cái điểm này Rồi, à, như vậy là bây giờ chúng ta đã có được cái hình chóp cụt ha Đây, hình chóp cụt đây Đây, hình chóp cụt mà chúng ta vừa tạo ra ha Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần câu hỏi và bài tập và cũng kết thúc bài học số 12, bài vẽ hình không gian với GeoG Pro tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. À, nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho chương trình nhé Xin chào và hẹn gặp lại.